Chào tất cả các bạn học sinh thân yêu thể nhật nhá. Ok. Đấy. Hello các bạn. Thầy đây các bạn nhá. Online lên chưa? Hello hello các bạn. 2K6 vừa mới thi đi thi về đúng không các bạn? Ok. Và thầy sẽ chữa ngay lập tức cái đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Hà Nội các bạn vừa mới đi xong các bạn nhé. Đấy, ok chưa? Rồi để chào tất cả các em nhá. Ok các bạn. Rồi, đâu hết rồi. Tình hình là bài nào 2K6 ơi? Đúng không? 2K6 Hà Nội của tôi đâu hết rồi? Ok, các em. Rồi, chào bạn Quang Tuấn. Rồi, chào bạn Henry Kavin. Ok nhá. Rồi, chào bạn Hồng Gấm. Ok. Đọc hiểu khó quá. Đọc hiểu có gì mà khó đâu em. Đọc hiểu này bình thường mà. Đấy. Cái câu cuối nó hơi hơi dị một tí thôi. Chứ còn đọc hiểu thì có gì mà khó đâu. Bình thường nhá. Các bạn ơi, các bạn chia sẻ video này về nhá, rủ hết người yêu cũ vào đây học bài cùng với thầy nhá. Ok. Vân Quỳnh lệch ngăn, Thùy Dương ổn ổn, Ngọc Ngọc bơi ra sông rồi thầy. Sao lại bơi ra sông nhỉ? Đấy. Cái đề này thì có cái gì mà bơi ra sông đâu em? Nó rất là bình thường mà, đúng không? Rồi, thầy chào tất cả các em nhá. Ok. 2K6 đâu rồi? 2K6 đâu hết rồi nhỉ? Đâu rồi, những con người thề non hẹn biển với tôi đã hết rồi. Đấy. Ok. 2K6 ơi, đấy, làm bài đề của Sở Hà Nội, đấy, chữa đề của Sở Hà Nội các bạn nhé, đấy, được chưa? Chữa đề văn 12, đấy, Sở Hà Nội, ok, đấy, online lên các bạn nhé, đấy, chia sẻ video này về nhá, rủ hết người yêu mới, người yêu cũ của mình vào đây học bài cùng với thầy nhá các bạn nhé, ok, để chúng ta xem là cái đề sáng hôm nay nó có cái gì thú vị ạ? Ok, đấy. Thầy cũng muốn xem mà để đề sáng hôm nay có gì thú vị. Ok, rồi A Phủ đưa em lên núi rồi. Ok. Chào bạn Nguyễn Hà Nhi, chào bạn Phát Gia Hoàng. Ok, để chào tất cả các em nhá. Online hết lên nào. Đâu rồi, đâu rồi. Đấy. 2K6 Hà Nội đâu rồi? Các bạn nhắn tin cho thầy bảo là thầy chữa ngay lập tức đi thầy. Ok, thầy chữa ngay lập tức cũng được nhá. Đấy. Thầy sẵn sàng chữa ngay lập tức nhá. Ok, đấy, các bạn hãy động viên thầy bằng rồi. Thầy ơi em muốn hóa thành mị. Ok. Chào bạn Nguyễn Thị Thảo. Ok, chào các em nhá. Rồi, chào bạn Phương Đoàn. Thầy ơi thầy chữa câu 2 đi thầy ạ. Đây, thầy đang chữa đây, đây nhá. Đấy, thầy sẽ chữa từng câu một đúng không? Thầy chữa cả cái đề này. Được chưa? Đấy, các bạn thể hiện tình yêu với thầy bằng cách là các bạn chia sẻ video này về nhá. Đấy, rủ hết các bạn vào đây để xem thầy chữa đề các bạn nhé. Đấy, ok. Các bạn có làm được bài không ạ? Các bạn học sinh Hà Nội có làm được bài không ạ? À, không biết là các bạn có làm được bài không ạ? Viết về mị có làm sao không ạ? Bình thường, mình vẫn viết về A Phủ bình thường, mình vẫn viết về mị bình thường, bởi vì trong đoạn trích này có nói về mị mà. Đúng không? Thì đương nhiên là mình có quyền nói về mị rồi, nó là bình thường có gì đâu. Đấy. À, vợ chồng A Phủ thì chúng ta học mãi rồi gì nữa. À, sợ gì, đúng không? Ok, quá đau tay thầy ạ. À. Chúc mừng bạn Đặng Nhật Minh nhá. Đấy. Bạn viết quá đau tay luôn, quá tuyệt vời nhá. Đấy. Thật không thể tin nổi, đúng không? Hơi mờ thầy ơi á. Mờ gì đâu nhỉ? Có cái gì mờ đâu nhỉ? Thế là do mạng của em lag rồi. Đấy. Đề nó nét căng như này cơ mà, đúng không? Đề nét căng này thì không có gì mờ đâu nhá. Ok, đấy. 2K6 đâu hết rồi nhỉ? 2K6 vào đây nhá. Xem thầy chữa cái đề của Sở Hà Nội các bạn nhá. Đấy. Đề này vừa mới thi nóng hổi đúng không? Vừa mới sáng ngày hôm nay thi xong. Được chưa? Và chúng ta sẽ cùng nhau hết mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn hãy giữ gìn sức khỏe nhá. Để chiều chúng ta còn đi thi môn toán. Ok, em viết được có 4 tờ rưỡi thôi ạ. À. Chúc mừng em. Đấy, giỏi quá nhá. Viết được 4 tờ rưỡi là quá siêu ở đây. Ok. Được chưa? Tí nữa thì thầy sẽ up cho các bạn cái đáp án của đề này. Đúng không ạ? Đấy, tí nữa thì thầy sẽ up cho các bạn đáp án của đề này. Rồi, ok, nếu chưa chỉ ra được biện pháp tu từ thì trừ bao nhiêu điểm á? Ô thế thì trừ nhiều điểm lắm, bởi vì là chúng ta đều biết là biện pháp tu từ ấy thì nó có một cái câu nó hỏi các bạn là hai biện pháp tu từ đúng không? Nó hỏi các bạn nhé, hai biện pháp tu từ liền, được chưa? Cho nên là chúng ta phải làm cả hai chứ, đúng không? Thế chúng ta làm sao mà làm một cái được nhá? Các bạn phải làm hết cả hai biện pháp tu từ nhá các bạn nhá. Đấy, được chưa? Đấy, các bạn đều bảo thầy là các bạn viết được bao nhiêu trang giấy đây này. Đấy. Được chưa? Các bạn bảo là các bạn viết được bao nhiêu trang giấy này. Rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy, thầy thấy rất là vui khi các bạn bảo là các bạn làm được bài nhá, rất là tuyệt vời. Ok. Được chưa? Để thầy gửi video này về các group chat đã nào.
để cho các bạn cùng nhận được thông báo và cùng vào học với chúng mình nhé. Đấy, thầy đã sẵn sàng được chữa cái đề sáng nay với các bạn rồi. Và thầy nghĩ là cái đề này thật ra nó cũng chả khó đâu. Nó hỏi các bạn nó hơi lắt léo một tí thôi nhá. Thần về bản chất thì nó vẫn là đề dễ, nó không phải đề khó lắm, bình thường nhá. Cũng chả có gì phải sợ cả. Đấy, sợ gì, đúng không? Chả gì sợ à? Sợ gì đâu, đúng không nào? Ok, rồi, câu 1. À rồi, ok, chào bạn Hoàng Nguyễn Tú Anh, chào bạn Hoàng Anh Thư nhá. Đấy, thầy like chữa ngay bây giờ với các bạn đây. Đấy, các bạn thấy không? Thầy đang bế em bé nhá, mà thầy bỏ em bé xuống là thầy ra thầy like với các bạn này này. Đấy, rất là yêu thương 2K6 luôn nhá. 2K6 ủng hộ thầy livestream buổi này nhiệt tình nhá các bạn nhá. Đấy, chia sẻ video này về nhá. Rủ hết người yêu cũ, người yêu mới vào đây nhá. Học bài cùng với thầy nhá các bạn nhá. Ok, online hết lên nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này nhá. Ok, nào, sẵn sàng chưa? Nào, sẵn sàng chưa? Ok nhá, thả tim nhá. Ok, chữa đi thầy ơi, đồng ý. Chữa đi. Ok nhá. Vào việc, ok. Các bạn comment cho thầy sẵn sàng nhá. Ok. Các bạn comment cho thầy sẵn sàng nhá. Các bạn comment sẵn sàng nào các bạn nào. Nào, chúng ta cùng nhau chữa cái đề này nhá. Đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục Hà Nội vừa mới thi sáng nay. Môn ngữ văn lớp 12, đúng không? Và thầy Nhật sẽ bắt đầu vào chữa với các bạn này nhá. Ok ạ. Đấy. Nhớ chia sẻ video này nhá. Rủ hết người yêu cũ, người yêu mới vào đây nhá. Rủ cả trường vào đây nhá. Ok. Để chúng ta cùng nhau chữa bài khô máu trong buổi sáng ngày hôm nay. Được chưa? Đấy, để chúng ta khô máu trong buổi sáng ngày hôm nay nhá các bạn nhá. Bây giờ thì thầy sẽ bắt đầu chữa cái đề này. Thầy bắt đầu chữa cái đề này nhá các bạn nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này. Để xem là Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Hà Nội năm nay có gì hot đúng không? Đấy, có gì hay nhá các bạn nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đọc đọc hiểu nhá. Đọc hiểu này. Quê hương tôi bé nhỏ đẹp xinh, có đêm sâu ẩn náu mặt trời vàng, có đá trong mưa lửa trong nắng, có dòng sông cạn mà đồng lại sâu, có mẹ âu cơ đẻ ra trăm trứng, chim lạc bay về trên mặt trống Đông Sơn, có loa thành mở ra kho truyền thuyết, có những điều ấy trẻ em đều biết. Đất nước tôi dài thắt đáy lưng ong, mỏng như đòn gánh, hai đầu vựa lúa phì nhiêu, người miền Nam hào phóng, người miền Bắc cần cù. Đất nước tôi có biển Đông, vừa đủ mặt mồ hôi 4.000 năm lao động. Đất nước tôi có núi cao, vừa đủ trèo lên để ngắm hết lãnh thổ mình. Có những nụ cười xinh sáng từ trong nước mắt. Ok, thế thì đây là cái phần đọc hiểu ạ. Và có vẻ như là cái phần đọc hiểu này khá là hay. Các bạn nhé, đây là bài thơ Quê hương mặt trời vàng của nhà thơ Thu Bồn. Đúng không ạ? Ok nhé các bạn nhé. Vậy chúng ta cùng với thầy nhé, chúng ta chữa câu 1 nào các bạn. Nào, chúng ta cùng nhau chữa câu 1 nhé. Thế thì tí nữa thì thầy sẽ up cho các bạn đáp án của đề này, được chưa? Câu số 1 nào, xác định thể thơ của đoạn trích. Câu này quá dễ rồi nhá. Câu này đáp án là gì các bạn? Các bạn comment cho thầy nào. Câu này đáp án của chúng ta gì ạ? Chính xác Nguyễn Thị Lương đúng không? Đấy. Đáp án của chúng ta đúng không? Câu thừa, câu thụt thì chắc chắn là thơ tự do rồi, đúng không? Đấy, quá là dễ luôn đúng không? Đấy, đáp án của chúng ta là thơ tự do các bạn nhá. Đây là thể thơ của đoạn trích trên, các bạn nhìn này. Câu thừa, câu thụt như này này, đấy, rất là tự do và phóng khoáng, đúng không? Và thể thơ ở đây là thể thơ tự do. Ok chưa các bạn? Thể thơ tự do ấy các bạn nhá. Câu số 2 ạ, câu số 2 nào các bạn. Câu số 2 nhá. Nào, chỉ ra ít nhất này, đấy, hai biện pháp tu từ, được chưa? Được sử dụng trong đoạn trích trên. Câu này thì thầy thấy là các bạn bảo là các bạn không làm được thì thầy nó thấy cũng hơi buồn cười, bởi vì là cái kiến thức này là kiến thức rất là cũ rồi, đúng không? Cái kiến thức này thì hầu như các bạn ai cũng biết nhá. Đúng rồi, so sánh nha các bạn này, so sánh này. Đây nhá, đất nước tôi dài thắt đáy lưng ong, mỏng như đòn gánh này, đúng không? Đấy. Thế thì với cái câu thơ này thì chắc chắn ở đây là thủ pháp cái câu so sánh này. Đấy, so sánh này, đúng không? Rồi là gì đấy? Có đêm sâu này, đấy. Có đá trong mưa lửa này, có mẹ âu cơ này, có loa thành này, đúng không? Đây là điệp từ, được chưa? Đấy. Đây là điệp từ nhá. Đấy, nếu các bạn được chưa nào? Điệp từ này. Người ta bảo các em chỉ ra ít nhất hai biện pháp nghệ thuật thì bây giờ chúng ta tìm ra đầy biện pháp nghệ thuật luôn. Đúng không? Rồi là chúng ta thấy là có cả liệt kê này, đấy, có cả liệt kê này, được chưa? Rồi chúng ta thấy có cả gì đấy? Đây nhá, người miền Nam hào phóng, người miền Bắc cần cù này, đây. Thậm chí ở đây là còn có cả điệp cấu trúc này, đấy, đúng không? Những cái câu văn có kết cấu giống hệt nhau nhá. Có rất nhiều thủ pháp nghệ thuật mà các bạn chỉ cần chỉ được hai cái là được rồi, đúng không? Đấy, được chưa? Có, các bạn thấy này, có phép điệp từ có này, đúng không? Có nghệ thuật liệt kê này, đúng không? Có nghệ thuật so sánh này, đất nước mình mỏng như đòn gánh này.
Rồi là chúng ta thấy là có cả điệp cấu trúc nhé các bạn nhé. Đấy, được chưa nào? Đây nhá, chỉ ra ít nhất hai biện pháp nghệ thuật đúng không? Thì cái này được quá dễ rồi đúng không? Chúng ta có liệt kê này, chúng ta có điệp từ này, chúng ta có điệp cấu trúc này, chúng ta có so sánh này. Đấy, được chưa? Các bạn chỉ cần chỉ ra hai cái là chúng ta đã có điểm rồi nhá. Tiếp tục này. Đoạn thơ dưới đây cho anh chị nhận thấy những vẻ đẹp nào của đất nước Việt Nam? Có mẹ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, chim lạc bay về trên mặt Đông Sơn, trống Đông Sơn. Có Loa Thành mở ra kho truyền thuyết, có những điều ấy trẻ em đều biết. Đất nước tôi dài thắt đáy lưng âm, mỏng như đòn gánh hai vựa, đúng hai đầu vựa lúa vì nhiêu. Thế thì với câu số 3 của chúng ta nhá, thì chúng ta nhận thấy là vẻ đẹp của đất nước Việt Nam đó là vẻ đẹp gì em? Của một gì đấy, đất nước có nền văn hóa phong tục tập quán lâu đời này. Đấy, đất nước của chúng ta mang vẻ đẹp của những con người lao động chăm chỉ cần cù này, đúng không? Đấy, và qua đó thì chúng ta cũng thấy là gì ở đây, đó là gì đấy, đó là chúng ta có thể thấy là đó là gì đấy, đó là một đất nước có lịch sử đúng nào, đấy, lâu dài đúng không? Chúng ta là một đất nước 4.000 năm lịch sử này đúng không, có nền văn hóa phong tục tập quán lâu đời này, với những con người chăm chỉ cần cù chịu thương chịu khó này, đúng không các bạn? Đấy, và chúng ta thấy là đây đấy là những cái mà chúng ta rút ra từ những câu thơ này đúng không? Đấy, chúng ta rút ra được từ những câu thơ này đúng không? Và tất nhiên là đối với câu 3 và câu 4 thì các bạn nên viết thành đoạn văn nhé các bạn nhé, chứ không phải là gì đây, không phải là chúng ta sẽ chỉ viết là chúng ta phải viết thành 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 à, chúng ta phải viết thành đoạn nhé, chứ chúng ta không thể trả lời theo kiểu gạch đầu dòng nữa các bạn nhé. Thầy chữa nhanh thì thầy gạch đầu dòng thôi. Từ cách hiểu của anh chị về hai dòng thơ kết thúc đoạn trích, hãy rút ra bài học về thái độ sống cho bản thân đúng không? Có những nụ cười xinh sáng từ trong nước mắt. Thế thì bài học ở đây đó là con người Việt Nam với bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp này, cần cù này, chịu thương chịu khó đúng không ạ? Đấy, có những nụ cười xinh sáng từ trong nước mắt này giúp ta nhận thấy đúng đó là vẻ đẹp sáng ngời của con người Việt Nam. Qua đó đúng nào, bản thân mỗi chúng ta cần phải trân trọng và quý mến đối với những con người có sự hy sinh cao cả để tạo nên vẻ đẹp của đất nước Việt Nam đúng không? Đấy, đó là những sự hy sinh cao cả đúng không, để tạo ra đất nước Việt Nam đúng không? Đó là bài học về thái độ sống của chúng ta nhé. Đấy, hiểu một cách đơn giản là con người Việt Nam có rất nhiều những phẩm chất tốt đẹp đúng không, cần cù chăm chỉ chịu thương chịu khó đúng không nào? Đấy, được chưa nào? Và đó là gì đấy, đó là cái cách nhìn nhận về vẻ đẹp rạng ngời của con người Việt Nam đúng không nào. Đi qua những khó khăn thì chúng ta sẽ tạo nên một đất nước gì đấy xinh đẹp và giàu mạnh các bạn nhé. Đấy là vẻ đẹp, đó là gì đấy, đó là những cái bài học rút ra từ cái câu thứ tư đúng không. Và tất nhiên chúng ta cũng phải trả lời thành đoạn văn nhé, bởi vì đây là câu hỏi ở dạng vận dụng đúng không các bạn. Đấy, ok nhá, không khó đâu, bình thường nhá. Bây giờ chúng ta đến với nghi lộn xội này. Nghi lộn xội nó hỏi các em là cái gì ạ? Anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày về suy nghĩ của anh chị nhá. Trình bày về suy nghĩ của anh chị về gì đấy? À, cách ứng xử cần có của tuổi trẻ trước những cái mới của thời đại công nghệ số. Ok. Thế thì đối với cái bài nghi lộn xội này thì các em lưu ý như sau này. Đấy, chúng ta có thể lưu ý như sau nhá. Đấy, về mặt đáp án này, chúng ta nhìn thấy này. Ở về bề mặt đáp án nhé. Đây, đối với phần nghị luận xã hội này, đây, chúng ta biết rằng nghị luận xã hội của chúng ta là gì ạ em? Là đoạn văn, đúng không? Đấy, các bạn có thể này, đầu tiên là chúng ta sẽ mở đoạn này, đúng không ạ? Và mở đoạn thì chúng ta sẽ giới thiệu vấn đề, đó là cách ứng xử cần có của tuổi trẻ trước những cái mới trong thời đại công nghệ số này. Đó, việc đầu tiên, luận điểm đầu tiên chúng ta nên làm đó là giải thích, đúng không? Thế thì đầu tiên này, ứng xử là gì các bạn nhé? Đấy, ứng xử là cách thể hiện thái độ nhé các bạn nhé. Đó là những hành vi hay là chính sự giao tiếp đúng nào, cách cư xử giữa những người với người đúng không? Đấy, đúng nào, đó là những hành vi đúng nào, đó là sự giao tiếp, đó là cách cư xử xử sự đúng nào giữa người với người nhé. Trong thời đại gì đấy bùng nổ về công nghệ số với những cái mới nó diễn ra hàng ngày đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta có thể nhìn về biểu hiện đúng không? Đấy, về biểu hiện nhé các bạn nhé. Đấy, chú ý nhận thấy này, biểu hiện của người trẻ đúng không, khi chúng ta đương đầu với những cái mới đó là gì đấy, chúng ta sẽ luôn trau dồi kiến thức nhá, rèn luyện kỹ năng để tìm kiếm những cái mới đúng không nào. Đấy, chúng ta sẽ tiếp thu những cái mới, những cái hay đúng không ạ, chúng ta biết vươn lên và chấp nhận thử thách đúng không nào, chúng ta sẽ biết chọn lọc thông tin và giao thoa văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới nhá. Đấy, được chưa nào, giúp những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn đúng không nào, chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và trân trọng cuộc sống hiện tại đúng không. Sau đó chúng ta có thể bàn luận về ý nghĩa nào. Nếu nói về ý nghĩa của gì đấy, của công nghệ trong thời đại mới, thì chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái gì đấy, mối quan hệ mới, chúng ta sẽ có nhiều những người bạn mới đúng không ạ. Đấy,
giúp cho bản thân của chúng ta phát triển này đấy, và vươn lên trong khó khăn trong cuộc sống, đúng không nào? Góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đúng không? Về phần dẫn chứng thì các em có thể lấy những dẫn chứng, đúng nào? Ví dụ như các TikToker nhá, đấy, đúng nào? Hoặc là những YouTuber chẳng hạn, những nhà sáng tạo nội dung đã ủng hộ rất nhiều nhá, giúp đỡ người nghèo vượt khó, đúng không? Đấy, giúp đỡ những người nghèo vượt khó. Và từ đó thì chúng ta có thể bàn luận và mở rộng, đúng nào? Phản đề. Ví dụ như chúng ta có thể gì đấy? Phê phán những con người trẻ, đúng nào? Mặc dù trẻ nhưng lại lựa chọn lối sống dựa dẫm, đúng nào? Sống ỷ lại này và phụ thuộc vào người khác, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân này, đấy, lợi ích của cá nhân này, đấy, mà đôi khi chà đạp lên những người khác và phê phán những đối tượng không có gì đấy, không có chí tiến thủ, đúng không ạ bạn? Đấy. Và từ đó thì chúng ta sẽ rút ra, bởi vì cái phần kết bài của bài nghị luận xã hội ấy, nó luôn luôn là liên hệ bản thân nhá, luôn luôn là liên hệ bản thân, đúng không? Thế thì bài học ở đây được rút ra là gì ạ? Đó là người trẻ thì cần nâng cao, đó là gì, là cái cách ứng xử này, giao tiếp này của bản thân này, được chưa nào? Không chế giễu người khác nhá, đấy, không xúc phạm người khác, đúng nào? Đấy, sử dụng những công nghệ thông tin, đúng nào, để truyền tải những cái năng lượng tích cực, đúng nào? Đấy, được chưa nào? Được chưa nào? Cần phải tự chủ, tự phấn đấu, đúng nào, và vươn lên trong mọi nghịch cảnh, đúng nào? Với thời đại công nghệ số, đúng không nào? Công nghệ số phát triển thì đồng thời nó sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều những cơ hội và rất nhiều những thách thức. Và điều quan trọng là gì? Chúng ta không được để đánh mất chính mình. Chúng ta phải luôn luôn gì đấy, tìm kiếm những cơ hội. Chúng ta sẽ có những người bạn mới và chúng ta sẽ lan tỏa đi những tình cảm yêu thương. Ok các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu cuối này. Thật ra ấy, nghị luận xã hội và đọc hiểu của cái đề này nó không khó các bạn ạ. Đúng không? Đấy. Nghị luận xã hội và nghị luận văn học là cái phần mà nó không, nghị luận xã hội và đọc hiểu là ở cái đề này thì đánh giá nó không quá khó. Nó thật sự là không khó nhé. Nhưng mà với cái câu này này các bạn này thì các bạn sẽ hơi lăn tăn một chút. Đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ hơi lăn tăn một chút nhá. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái câu vợ chồng hoa phủ này. Đấy. Thật ra thì bài vợ chồng hoa phủ ấy mà thầy giảng ấy thì thầy giảng rất nhiều lần rồi nhá. Cho nên thầy nghĩ là các bạn phải rất tự tin khi chúng ta làm cái bài vợ chồng hoa phủ này, đúng không? Đấy. Thầy thấy là các bạn mà không tự tin với vợ chồng hoa phủ thì nó hơi cái kiến thức của các bạn rất có vấn đề đấy. Đúng không? Cứ mỗi đợt bọn chức, đúng nào, việc hút thuốc phiện xong, A phủ lại phải ra quỳ giữa nhà, lại bị người xô đến đánh, mặt A phủ sưng lên, môi và đuôi mắt dập chảy máu. Người thì đánh, người thì quỳ lại, kể thì gì đấy, kể lể chửi bới. Xong một lượt đánh, kể chửi lại hút, khói thuốc phiện ngào ngạt tuôn ra ở các lỗ cửa sổ, rồi bá cha lại ngóc cổ lên, vuốt tóc gọi A phủ, cứ như thế, suốt chiều, suốt đêm, càng hút, càng tỉnh, càng đánh, càng chửi, càng hút. Đúng nào? Đây là gì ạ các em? Đây là cảnh A phủ bị gì đấy? Bị phạt vạ các bạn nhé. Đấy, A phủ bị phạt vạ vì tội đánh con quan, đúng không? Đấy, vì tội đánh con quan. Ok nhá. Còn bên em để ý này, tiếp tục này. Trong buồng bên cạnh, mị cũng thức suốt đêm, im lặng ngồi xoa thuốc giấu cho chồng. Lúc nào mị mỏi quá, cựa mình thì những chỗ lằn trói trong người lại ê ẩm. Mị lại gục đầu nằm thiếp đi. Khi đó A Sử bèn đạp chân vào mặt mị, mị choàng thức lại nhặt nắm lá thuốc xoa đều đều trên lưng chồng. Ngoài nhà vẫn rên rên những cơn kéo thuốc viện như những con mọt nghiến gỗ kéo dài, giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lào xào và tiếng đấm đánh huỳnh huỵch, đúng không ạ? Đấy. Thế thì đây là việc mà mị đã được cởi trói nhá, mị đã được cởi trói này và về đi đắp thuốc cho chồng nhá, là thằng A Sử. Ok, vì thằng A Sử bị A Phủ đánh. Ok, anh chị hãy phân tích đoạn trích trên, từ đó nhận xét về số phận của người lao động dưới chế độ thực dân và chúa đất miền núi được thể hiện trong đoạn trích trên. Ok chưa? Thế thì ở đây thì nó, chúa thấy là hai cái đoạn này ấy, nó nói về cái gì ấy, số phận của những con người ở miền cao khi phải sống dưới chế độ thực dân và chúa đất miền núi nhé các bạn nhé. Thế thì khi chúng ta chữa cái đề này thì rất là đơn giản rồi. Đầu tiên là chúng ta vẫn phải nói về tác giả tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta có thể mở bài bằng nhận định văn học. Ví dụ như nói như Nguyễn Minh Châu trong tập tiểu luận trang giấy trước đèn, các bạn nhớ. Đấy. Nhà văn tồn tại ở trên đời làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những con người bị cùng đường tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận dồn đẩy đến chân tường. Họ sẽ bênh vực cho những ai không có ai để bênh vực, và Tô Hoài là một nhà văn như thế. Hay nói như nhà văn người Nga Sekhov, đúng nào? Một nhà văn phải là một nhà nhân văn nhân đạo từ tận trong cốt tủy. Nói đến tên tuổi của nhà văn Tô Hoài là ta nhớ tới ông được mệnh danh là nhà văn của phong tục, bởi vì ông am hiểu về phong tục tập quán các vùng miền. Là một nhà văn cần mẫn và chuyên nghiệp với số lượng tác phẩm đồ sộ và bậc nhất của Việt Nam,
Ông là tác giả của 150 đầu sách, đúng nào, trên nhiều những thể loại phong phú và đa dạng khác nhau. Nếu như tuổi nhỏ ta nhớ đến Tô Hoài là ta nhớ đến tập truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, một tập truyện gối đầu giường của tuổi thơ mỗi chúng ta. Thì vào những năm 54, 55 của thế kỷ trước, người yêu văn chương lại nhớ đến tên tuổi của Tô Hoài với tập truyện Tây Bắc, với bộ ba tác phẩm Cứu Đất Cứu Mường, Mường Sơn và Vợ Chồng A Phủ. Với Vợ Chồng A Phủ là linh hồn của toàn bộ thiên truyện. Chuyện viết về người dân ở miền cao trong quá trình tự giải cứu lấy chính mình và giải cứu người khác khỏi cương quyền, thần quyền và tiền quyền của bè lũ địa chủ phong kiến miền núi cấu kết với thực dân. Đúng không? Thế thì với cái đoạn thứ nhất nha các bạn nhé. Đấy, thứ nhất này, chúng ta nhận thấy này. Với cái đoạn thứ nhất là nói về gì em? Nói về câu chuyện của nhân vật A Phủ nhá, trong việc bị xử kiện vì tội đánh con quan, đúng không? Đấy, vì tội đánh con quan, được chưa? Đấy, thì chúng ta đều biết rằng này, tác phẩm Vợ Chồng A Phủ thì linh hồn của tác phẩm Vợ Chồng A Phủ đó chính là hình ảnh của cô Mỹ. Nhưng tại sao nhà văn này lại xây dựng thêm hình ảnh của nhân vật A Phủ? Tại sao? Bởi vì nếu như Mỹ là nhân vật đại diện cho người phụ nữ ở miền cao nhá, thì A Phủ là đại diện cho người đàn ông của miền cao, đúng không? Thứ hai, nếu Mị là kiểu nhân vật về tâm lý tâm trạng thì A Phủ là kiểu nhân vật thiên về hành động, nhá các bạn nhé. A Phủ là một đứa trẻ mồ côi người dân tộc Hán Bra, đúng nào? Đấy. A Phủ lớn lên trở thành một chàng trai khỏe mạnh và cường tráng. A Phủ rất bộc trực thẳng thắn và nóng tính. Vì vậy A Phủ đã đánh A Sử. Vì thằng A Sử thường xuyên cậy mình là con quan đi phá đám những đêm hội, đúng không? Cho nên vì A Phủ đánh A Sử cho nên A Phủ bị bắt về nhà thống lý để xử kiện vì tội đánh con quan, phải mời tất cả các quan hút thuốc phiện ăn thịt một con lợn, đúng nào? Đấy, và gì đấy, mang trên mình món nợ là 100 đồng bạc các bạn nhé. Đấy, chúng ta nhận thấy rất là rõ đó là nỗi khổ, nỗi đau của con người nghèo khổ nha các bạn nhé. Trước khi có ánh sáng của đảng soi dọi đến, mặc dù A Phủ và Mị là những con người có những tính cách khác nhau, có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ lại đều bị đẩy vào việc em một số phận giống nhau, trở thành kẻ hầu người hạ, kẻ ăn người ở trong cái gia đình này, đúng không? Nhà thống lý bá cha ở ngoài nó sử dụng rất nhiều những thủ đoạn từ cường quyền, tiền quyền cho đến thần quyền để nô lệ, nô dịch người khác, đúng không? Đấy, để nô lệ, nô dịch người khác nhá, là cái nơi hang hùm miệng rắn, là cái chốn địa ngục trần gian, đúng không ạ? Ok chưa? Thế thì chúng ta đọc thì chúng ta nhận thấy là khi mà chúng ta đọc tác phẩm này nhá, thì chúng ta thấy là nói như nhà phê bình văn học Peter Zinoman, đúng không? Văn chương không phải là liều thuốc an thần để đưa con người ta vào những giấc ngủ uể oải, mà văn chương phải là thép nóng bỏng rát, đúng nào, để thức tỉnh con người. Thế thì khi mà chúng ta đọc cái đoạn đầu tiên này này, đấy, khi mà chúng ta đọc đoạn đầu tiên này thì chúng ta nhận thấy là bản thân nhà văn Tô Hoài khi ông viết ra tác phẩm này, ông phải là người yêu thương con người, đúng nào, sâu sắc nhá các bạn nhé. Một nhà văn nhân đạo từ tận trong cốt tủy, ông thương cho số phận và hoàn cảnh của nhân vật A Phủ, đúng không? Và từ đó thì lên án và phê phán xã hội gì đây, đó là thực dân cấu kết với bè lũ địa chủ phong kiến sử dụng đồng tiền để nô lệ nô dịch người khác. Người ta tìm đến nhà quan là tìm đến gì em? Người ta tìm đến nhà quan là tìm đến sự công bằng, đúng không? Vậy mà ở đây nhà quan lại sử dụng gì em? Sử dụng sức mạnh của đồng tiền để biến người khác trở thành nô lệ, tước đi quyền sống, quyền tự do của người khác, được chưa? Đấy, đó là sức tố cáo rất là rõ nét về tác phẩm này, đúng không? Đấy, nhớ các bạn nhé. Thứ hai này, giọng văn ở đây là giọng văn nghẹn ngào chân thực về cuộc sống của nhân dân lao động nghèo ở miền cao bị áp bức, đúng không? Và đọc tác phẩm này thì chúng ta thấy là đây là một tác phẩm có cốt truyện hấp dẫn, đúng nào? Để từ đó ta thấy được sự thống khổ của những người, những con người trước sự áp bức bất công, đúng không? Đấy, trước những sự áp bức bất công của bè lũ địa chủ phong kiến miền núi nhé, bọn bè lũ chúa đất miền núi trước khi có ánh sáng của đảng soi dọi đến. Thế còn ở bên này này các bạn này, đấy, trong buồng bên cạnh, Mị cũng thức suốt đêm im lặng ngồi xoa thuốc giấu cho chồng. Chúng ta biết rằng nếu như không có chuyện A Phủ đánh A Sử thì có lẽ Mị đã bị trói đứng ở đó trong đêm tình mùa xuân và có lẽ sẽ bị trói đứng như thế cho đến chết, đúng không em? Nghĩa là chỉ vì muốn được đi chơi, đúng không, chỉ vì sức sống tiềm tàng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết mà có thể chúng nó sẽ giết, đúng nào, một con người. Đấy, cái việc chúng nó bắt trói, đánh đập và hành hạ người khác đã trở thành một điều xảy ra rất hiển nhiên. Và nếu như em nhớ đến sự kiện thứ tư, đó là Mị cởi trói cho A Phủ, chúng ta đều biết rằng bản thân Mị khi đứng trước A Phủ, ban đầu Mị đã không muốn cởi trói, bởi vì nếu như A Phủ có chết ra đó cũng chỉ là một nét chì báp vào bầu trời tăm tối mà thôi, đúng không?
Em nhìn này, mị sống với A Sử và mị có được gì đấy, được gọi là gì, con dâu gạt nợ, nhưng thực tế chẳng khác nào một thứ nô lệ không công, không chỉ bị bóc lột về sức lao động nhớ các bạn nhé, mà còn gì đấy bị bóc à, mà còn gì đấy mà còn bị hành hạ chặt, đúng nào, hành hạ này đấy. Em nhìn này, chồng mà lại gì là em sẵn sàng đạp chân vào mặt này đấy, được chưa nào, rồi lấy nắm lá thuốc xoa đều lên lưng chồng, ngoài ra ở nhà vẫn còn tiếng kéo thuốc viện, đúng nào. Đấy, chú nhận thấy nhá, cứ thế này, suốt chiều này, suốt đêm này, việc A Phủ bị đánh, đúng nào, nó diễn ra trong nhiều ngày, nhá các bạn nhá, đấy, được chưa nào, và chúng ta nhận thấy là nhà văn đã rất tinh tế khi để cho hai nhân vật có hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại cùng có số phận, đúng không? Khi chúng ta đọc hết sự kiện thứ ba, đó là đêm tình mùa xuân, nhiều người yêu văn chương đã không muốn đọc tiếp tác phẩm này, bởi vì tác phẩm này nó không phải được viết trước năm 1945, mà gì thế, mà nó lại có dấu hiệu đi vào ngõ cụt. Mà tác phẩm này được viết đó là sau năm 1950 các bạn nhé, được viết sau năm 50, đúng nào, và ngòi bút của nhà văn Tô Hoài đã được giác ngộ lý tưởng của cách mạng, ông để cho những nhân vật của mình, đúng nào, gặp được nhau và cứu lấy cuộc đời, gặp để cho Mị tìm được một người không bao giờ Mị nghĩ rằng sẽ cứu được cuộc đời của người khác, đúng không, đó chính là nhân vật A Phủ, đúng không. Từ đó thì chúng ta có thể nhận xét về số phận của người lao động dưới chế độ thực dân và chúa đất miền núi này, họ gì đấy à, chúng ta đọc tác phẩm này chúng ta nhận thấy này, đó là những con người lao động tay chân, vì nghèo khổ nên số phận của họ bị đẩy tới bước đường buộc phải trở thành nô lệ, đúng không, vì có thể là gì đấy, vì lý do này hay lý do khác, đúng nào, nhưng họ thường xuyên bị áp bức, phải chấp nhận áp bức bất công, đúng không đấy. Tuy vậy thì từ đó ta cũng nhận thấy đó, họ ở bản thân họ có những phẩm chất rất cao quý của những con người lao động, đó là những con người giàu ý chí sống, đúng không nào, đó là những con người lao động chăm chỉ cần cù chất phác, yêu cuộc đời này tha thiết, đúng nào, thương cho A Phủ, thương cho Mị chính là thương cho những người dân ở miền cao, đúng nào, phải chịu nhiều những áp bức bất công, đúng không em. Bởi vậy mà nói như nhà văn Thạch Lam, đối với tôi văn chương không phải là đem đến sự thoát ly hay sự quên, mà văn chương phải là một thứ khí giới thanh cao, làm trong sạch lòng người, làm thay đổi thế giới tàn ác và giả tạo. Nói như Nam Cao, đúng nào, cha ơi, văn chương không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không phải là bôi đen hay tô hồng cuộc sống, mà đôi khi, đúng nào, chỉ là những tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than, đúng nào. Có thể chúng ta không chưa từng một lần sống ở miền cao, có thể chúng ta chưa bao giờ bị áp bức bất công hay trở thành nô lệ cho bất cứ ai, nhưng khi chúng ta đọc tác phẩm này chúng ta thấy vô cùng bất bình, đúng nào, bất bình trong cuộc sống của người dân miền cao. Họ là những con người chăm chỉ cần cù chất phác, họ là những con người chịu thương chịu khó, họ là những con người yêu cuộc đời, yêu tự do, đúng nào, đấy, với sức sống mãnh liệt, vậy mà họ lại bị rơi vào nhà của nhà thống lý Bá Cha, đúng nào, đấy, rơi vào cái chốn hang hùm miệng rắn, trở thành nô lệ, bị bóc lột tàn nhẫn, và thậm chí nó sẵn sàng tước đi cả sinh mạng, quyền sống, quyền tự do của con người, đúng không, bằng sức mạnh của đồng tiền hay là bằng sức mạnh của thần quyền, đúng nào, nó nô lệ nô dịch người khác, đúng không. Vậy thì một tác phẩm truyện hay kể cả một tác phẩm tiểu thuyết thì cái giá trị của nó đó là gì đấy, giá trị của nó là phản ánh hiện thực các bạn nhé. Đấy, vì vậy tác phẩm này nó vô cùng chân thật, bởi vì nói như nhà văn Ban Dắt, đúng nào, văn chương phải là người thư ký trung thành của thời đại, tác phẩm của anh phải là tấm gương xê dịch trên quãng đường đời nhé. Tác phẩm vừa phản ánh được số phận của người dân miền cao, nhưng mặt khác cũng thể hiện sự xót xa đối với những người dân ở miền cao khi phải chịu nhiều những áp bức bất công. Họ là những con người yêu tự do, đúng nào, họ là những con người có cuộc sống lặng câm, họ là những người dân, nhân dân lao động nghèo ở miền cao, và họ phải chịu rất nhiều những áp bức bất công các bạn nhé. Ok, thế thì đấy là cái đề của Sở Hà Nội sáng nay, đúng không ạ? Có thể là nó vào một cái đoạn mà các bạn chưa ôn chẳng hạn đấy, nhưng nếu như bảo là khó thì thật sự cái đề này nó không quá khó các bạn nhé. Đề này nếu mà nói một cách công bằng thì nó không thật sự quá khó, chỉ là nó ra nó hơi kỳ một chút thôi các bạn nhé, đúng không đấy, chỉ là cái đề này nó ra nó hơi hơi lạ một tí thôi, chứ còn trên thực tế thì thầy nghĩ là cái đề này nó cũng không có gì là ghê gớm cả, đúng không đấy. Thầy đã chữa xong phần đọc hiểu nghi luận xã hội và nghi luận văn học cho các bạn, và như các bạn đã thấy thì chúng ta hoàn toàn có thể là khoảng 10-15 phút nữa nhá, thì thầy sẽ up cho các bạn đáp án chi tiết của cái đề này đấy, thầy có thể up đáp án chi tiết cho các bạn cái đề này đấy, các bạn có thể yên tâm, không có gì phải ngại cả, thầy nghĩ là điểm nó vẫn là ok thôi đấy. Chúng ta làm thì chúng ta bảo là thầy ơi thầy, cái đoạn này thì đúng là nhiều bạn không ôn đoạn này, nhưng mà để mà bảo là không làm được thì không đúng, đúng không, vẫn có rất nhiều bạn viết rất là mỏi tay, đúng không, có rất nhiều bạn làm được bài, cho nên là chúng ta sẽ thấy là ok thôi
đúng không? Chả có vấn đề gì đâu các bạn nhé. Ok chưa? Đối với các bạn học sinh 2K6 thân mến, 2K6 thân mến, chúng ta đã đến với những ngày cuối cùng để đến với cái cuộc thi lớn nhất của 12 năm ăn học, đúng không? Đấy, nếu như các bạn học sinh 2K6 ở Hà Nội thì các bạn có thể về với đội của thầy Nhật lớp học tại Hà Nội. Địa chỉ lớp học là số 8 ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nếu các bạn muốn học học với thầy thì các bạn có thể học học trực tiếp tại Hà Nội với thầy nhá. Còn nếu các bạn là học sinh 2K6 ở phương xa trên khắp mọi miền của Tổ quốc thì thầy cũng có lớp online dành cho các bạn học sinh 2K6 nha các bạn nhé. Đấy, mục tiêu là 9 cộng trong khoảng 80 ngày cuối, đúng không? Về lộ trình của khóa online của thầy sẽ có 3 khóa trong một. Khóa thứ nhất đó là live C, đúng nào? Thầy sẽ có một kho bài giảng cho các bạn từ đọc hiểu này, đến nghị luận xã hội, đến nghị luận văn học, đến lý luận văn học này, để các bạn cày video thoải mái, đúng không? Thứ hai là chúng ta hàng tuần nhá, vẫn luyện đề và chấm chữa bài, đúng không? Để nâng cao trình độ, đúng không? Và bây giờ là thầy bắt đầu giảng lại một lần cuối cùng, một vòng cuối cùng để ôn thi đại học nhá, một vòng cuối cùng để các bạn đi thi, đúng không? Khi các bạn đăng ký học với thầy thì các bạn sẽ được tặng hai cuốn sách, một là cuốn Kiểu Chân Kinh tổng ôn ngữ văn lớp 12, 350 trang, và hai là cuốn 45 đề thi thử môn ngữ văn nhé các bạn nhé. Đấy, để chúng ta yên tâm đi thi, đúng không? Chúng ta chỉ còn có đâu đấy khoảng 80 ngày nữa thôi các bạn nhé. Đấy, vẫn kịp, kịp thoải mái, đúng không? Học phí đang được ưu đãi, đúng không các bạn? Đấy, chỉ còn lại là 800k nếu các bạn đăng ký học trong hôm nay hoặc ngày mai, đúng không? Học từ bây giờ đến lúc các bạn đi thi luôn nhé. Các bạn đăng ký học có thể inbox cho fanpage lớp văn thầy Nhật, đúng không? 1,3 triệu follow của thầy. Đấy, năm ngoái thì thầy đã có 500 anh chị 2K5 đạt điểm trên 9 môn văn khi đọc rồi. Và năm nay thầy tin rằng 2K6 sẽ phá được kỷ lục của anh chị khóa trên. Bởi vì kỷ lục sinh ra là để phá vỡ nhá. Nếu các bạn học văn còn cảm thấy chưa tự tin thì các bạn có thể về với đội của thầy Nhật nhá. Nhắn tin cho fanpage lớp văn thầy Nhật. Ok. Các bạn nghỉ ngơi đi ạ. Chiều các bạn còn thi toán nữa mà, đúng không? Tí nữa thì thầy sẽ up cho các bạn đó là đáp án tham khảo nhá các bạn nhá. Tí nữa thầy sẽ up cho các bạn đó là đáp án của đề thi thử Sở Hà Nội. Chúc các bạn luôn luôn yêu mến môn văn và chúc các bạn năm nay thi đâu chúng đó nha các bạn nhé. Ok, chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream sau. Thầy Nhật yêu các bạn rất nhiều. Bye bye.